chú coi phim gì, phim xét hay là phim bình thường? Cái đó không có, đó đâu có gành đâu, cái đó là chú à mở phim gì ép ép không có mở giùm cho cái này này ít. Nó giỡn chứ con, chú có phim nhiều là nó bị tuột mạng á, nó tuột á. Ừ có không biết nữa, hỏi đó. Đúng rồi, con bị xét hoài chấm gì như thương. Em cảm ơn anh nha, cảm ơn anh Hậu nhiều, ghét quá à. Dạ đúng rồi anh, có đâu có phần của anh á, phần về 30 nha. Rồi cảm ơn anh, em sớm ta vô tao mua. Dạ thiếu tấm lòng của em trong đó đó, anh trộn đi, trái tim em nằm trong đó đó. Nghiệp hàng sớm ta vô ta ủng hộ quá đúng không? Hả? Ta ủng hộ nhiều cái mình cảm ơn nhiều. Rồi có nhiều đứa đứa. Mẹ ơi, ở đồng anh chị Thi ơi, bán em phần 20. Không đủ con ơi, phần mình làm 30 quen rồi. Bây giờ làm 30 trong thời gian này mình dịch mình làm 30 phải không? Khi nào hết dịch mình làm chọn 20, 30 phải không? Hay là hết dịch mình chọn 5, 10 ngàn thì cũng được. Trộn sẵn gì đó hiểu không? Để cho mấy đứa nó dễ mua không? Nói thiệt chứ hồi đó hả? Tôi mới vừa dọn ra bán á, mà tôi mới vừa dọn ra bán. Cái lúc đó hả? Ba tôi nè, ông mới hỏi là các Thi ở đồng ông mới hỏi Chí Hùng. Ông mới hỏi Chí Hùng, ngày con bán lời được nhiêu, 100 ngàn không? Mình mới nói lúc đó mình làm gì mình lợi 100 ngàn, lỗ thấy bà luôn. Hỏi 20 trứng hột gà mà bán không hết, nguyên ra từ 2 giờ chiều mà tán bán tới 11 giờ khuya, 1-2 giờ khuya luôn á, mà 20 trứng hột gà bán không hết, tin không? Không hết, bán trong sớm mà không hết. Cái lúc đó mình mới nói với ổng á, mình mới nói với ổng là em bán được anh. Cái mình mới nói là mình bán được để cho ổng đừng có, để cho ổng đừng có để ý tới cái vụ mà mình muốn bán á, kiểu như mình không muốn ổng thêm nữa, mình một mình rối, bị rối được. Dạ thôi anh dán trên xin hình chi, thôi em dọc động phòng qua chút với anh. Rồi mọi người biết không, không xui đó. Cái mình mới nói vậy, cái mình muốn bán thôi, mình còn mong ngày lời 100 cũng được, 200 cũng được, để đóng tiền nhà. Thiệt sự luôn á nha, cái này tôi không nói láo á, tôi nói thiệt mấy người, không cần quay luôn, tôi nói thiệt. Tôi nói là hôm ngày kiếm 100, 200 thôi, để đóng tiền nhà rồi tiền ăn mỗi ngày thôi, tháng 6 triệu cũng được hay là 5 triệu cũng được. Tự nhiên khiến sao á, cái ông bên Sài Gòn phố, quên, Sài Gòn phố, ông quay đầu tiên. Trời ơi, quay đầu tiên mà ngày đầu cũng chưa có biết nữa. Ngày đầu cũng chưa có biết là, ý là ổng có hẹn ngày trước là định là ngày mà mấy người ghé á, là tôi định nghỉ rồi, các Thi định nghỉ rồi. Nhưng mà thôi mình cũng níu hy vọng lại, để coi người ta quay rồi, mình biết người ta quay rồi cũng phải đợi 2-3 bữa sau, thì để coi tình hình nó như thế nào. Cái thôi kệ đi, còn hy vọng buôn bán lỗ hoài, ngày bán được 750, đi chợ 920, bán 400, đi chợ 501. Mà lời cái gì mà mấy ngày liên khỉa vậy đâu có lời. Có nhiều anh chị qua ăn rồi người ta cho thêm tiền, người ta thấy mình bán người ta cho thêm 100, 50 mà ta thương lắm. Nhưng mà mình đâu có dựa vô cái tiền cho hoài, thấy không? Hả? Ê, sao? Nói gì? À bây giờ tháng được 100 triệu chưa? Tháng được 100 triệu hả? Trời ơi, 200 mấy, 300 triệu mà. Ồ, tại vì tôi sao không? Tôi vừa bán tôi vừa mua con dao kề ngay cổ người ta. Ngựa, khứa cạo, khứa cổ mới được ra lấy tiền vậy. Đó, buôn bán mà ngày là 100 triệu. Trời ơi, là 100 triệu thì tôi chắc tôi bây giờ mà 100 triệu mà tôi ngồi đây tôi bán, tôi làm cho mấy người coi hả? Ngựa, lúc đó YouTube khỏi cần quay, tôi không chơi quay luôn. Lúc đó tôi phản là YouTube luôn, không cho con YouTube quay luôn tôi luôn. Mình làm một cái nó ăn nguyên mâm đó.
em cứ quăng qua đây cho chị nha. Cái này giống như cái chùm lông quá vậy, cái chùm lông dê. Tôi bữa từ thiện cho chị Hạnh đó. Rồi nước có ai kêu kìa. Ok. Hứa nha, bây giờ bắt tôi trả lại cái bà tôi luôn đó. Nó giỡn mà ơi, mới vệ sinh nguồn. Cái gì? Nhiều lắm đó nè. Đó. Bây giờ là bán ra để ta ship lại online đó. Người ta đặt hàng online đó. Nói người ta lấy giùm hai phần giùm nha. Đó. Đó, nó một lần là một phần đi. Đây. Cái chân cái bao nó dễ gắt lắm. Đó. Không phải. Cái trang đó là trang không sử dụng nữa. Cái trang Facebook mà bánh trắng trộn diva là không sử dụng nữa. Các thi chị hiện bây giờ tạm thời là các thi sử dụng là trang Facebook các thi Hoàng Kim thôi. À. Cái gì hoài vậy? Ba cứ đây đi. Bao nhiêu phần đi mỏi hết cho nó đi. Ừ. Lấy cái trang của mình đi bán. Bán đồ. Không có phần 1 kêu người ta lấy giùm 2 phần đi, năn nỉ người ta giùm đi. Tại vì mình vô 2 phần không à. Ok, sao cũng được. Rồi lấy được bao phần luôn. Mấy bữa nay dịch á, cũng hơi buôn bán cũng hơi khó khăn. Nhưng mà da gán giái ơn trên độ cho nó qua tai qua nạn hơn. Cho mình nó cũng đỡ hơn khổ một tí xíu ha. Đây, đẹp không? Nhìn nó trong suốt ha. Trong trắng như tôi vậy đó. Còn chinh trắng không? Salomon gì đó. Quên mẹ rồi. Không nhớ. Anh dễ thương mà, anh cũng dễ thương lắm á. Anh trong sân khấu Điền Quân á. Anh là giám đốc của Điền Quân. Đó, thấy cũng ổn. Nha, đưa giùm chị nước cho chị uống thôi, khát nước. Thôi, uống không buồn chút xíu bà bờ mà chửi tôi vậy. Ờ, không. Đó. Cứ bây giờ cứ đem ga để giao cho người ta. Cái ga đó cái gì? Trà đá. Trà đá đúng không? Rồi, thôi được rồi. Rồi xong bán cũng được rồi, không có đắt, không có nhiều, hiểu không? Mình bán mình cứ việc mình bán, ví dụ ai mua thì mình nhận, ai mua thì mình bán. Còn bây giờ thực sự cái hàng online sao bắt người ta đi tại nơi tới nơi được? Người ta lại thích đi tới nơi, mà online là không đi tới nơi được, đúng không? Tới nơi ta đâu có đi tới nơi được. À, mình bán tới nơi á, ví dụ mình bán online người ta đâu có đi tới nơi được. Dù người ta muốn ghé, ta cũng nản lòng, đúng không? Trời, tôi thích là bà chơi, thích là bà nói chuyện khùng điên, đúng không? Mà bây giờ tự nhiên bà lại bán online thì nhiều khi người ta cũng thấy thương lắm nha, khán giả cũng thương lắm á. Chứ làm cái gì không? Ghé luôn. Không gặp mặt mình mà họ vẫn ghé hậu mua bánh tráng. Bánh tráng của con này nó có cái gì mà nó ngon dữ vậy? Hay là nó có cái gì mà nó bán lạ dữ vậy? Mà thấy người ta tụ họp đông quá vậy. Thì có nhiều người cũng đang tò mò với mấy vấn đề đó. Nhưng mà mình bán nó rất là bình thường. Những cái phần bánh tráng mình nó bán cũng giống bình thường người ta thôi. Nhưng chắc kìm thế đó là tấm lòng của tôi. Cho nên người ta mới thích. Lòng bò. Trời ơi, ra ngoài ngồi vui biết nhiêu ha. Vô đây lại buồn. Chỉ có một mình dưới hàng quá không à. Vô ra ngoài mình mệt, mình đổ mồ hôi. Mà mình được ngồi nói chuyện nhiều với người ta. Bây giờ mình ngồi trong đây của mình ơn mình nản lòng đó. Không, đi ra tắm xong á, gọi xong á, cho nó ủ nước lên để nó thấm qua bên cái khăn nè. Rồi mình tháo xuống nha. Okay. Uống miếng nước rồi nghe. Nước gì à? Trà đá đó. Còn nước đá đâu? Đá không? Nước trà không à, không có đá. Trời ơi, tôi khát nước quá à. Lấy chai xe 2 giùm. Nè, uống luôn đi. Thôi được rồi, có công. Fanpage mình không có sử dụng nữa nha chị ơi. Mình đặt, có số điện thoại cho thầy uống luôn đi thầy.
thôi để tôi uống đây đi, không có tôi uống mấy người la, mấy người quở tôi á. Thì mấy người nói bd ham ăn không uống, tôi nghiệp tôi. Còn mấy người về Facebook mấy người đăng lên, nó cũng làm nhục tôi sao. Mọi người biết không, buôn bán mà mọi người biết không, buôn bán cái sự mà không mệt mỏi á, để biết là sự gì là ở khách hàng. Mình không mệt mỏi, mình không mệt mỏi á vì có khách hàng lấy hàng phải không, chưa ngoại á chứ đâu có bán kiện đâu, chưa ngoại á. Đó 21 đó, 21 không? Trời ơi nè, trời. Nga vô vô đi nha, làm gì vậy nha. Vô xoài con găm. Còn cái cục không còn nằm đây nè má ơi. Thấy không? Hay hay không muốn tôi kẹp vô đâu, kẹp vô nách không? Không muốn tôi kẹp cái cục của ông vô nách không? Nó cái cục ghê quá. Cái cục này phải không? Cái cục nó giống cái gì vậy? À. Giống cái đuôi con trồn á, cái đuôi của con chó mà bị cắt á, biết không? Đúng không? Có cái đuôi con chó vậy nè, đuôi một con gấu bông đúng không? Cái cục này giống cái cục của tôi. Biết sao không? Nhiều khi mình ngồi á, mình cảm giác chị quăng qua giùm em chị, chú dán tiền. Chú dán tiền quăng qua giùm con của chú. Chú BD. Mấy chú BD mệt, mấy chú BD ghê. Mấy chú bộ đội. Chú thằng BD chú nghị vụ. Dạ làm BD vô đi khám nghị vụ, không ai khám hết á, không ai dám khám hết, tại BD tao giống khám thế mới bả điệu quá, tao nghĩ mấy bạn gái mà tao đeo giống khám này. Bán ngồi bán ăn tại chỗ, nếu hết cách ly mình vẫn có bán, mình vẫn phát triển mà đi bán ăn tại chỗ mà, giống như hồi đó, hồi xưa nó xa quá hồi đó nha. Bí gì? À mọi người ơi, mọi người kiểm tra nha, coi chừng nó dính cái gì đó nha mọi người. Ừ. Nó dính hương tóc mạ non nha. Alo. Này. Chị ơi, chị vô nước giùm em. Đây. Thôi chị đưa cái bao nước đây, bao nước đem vô cho bao nước chứ bao miếng bao sa tế em vô luôn cho. Đó. Đây, nước đây. Đâu, sa tế đâu. Đó. Ôi, mệt lắm, mấy bữa này mệt, tôi đang ngồi ở nhà không mệt. Chị ba ơi, cho con miếng sa tế chị ba. Ừ. Mấy bữa nay đi đâu, mấy bà đi đâu? Mấy bữa nay mấy bà. Qua chị Phương á. À, qua Thu Phương chơi hả? Biết chị không? Biết, biết bà. Sao chị chung hay sao? Ờ, không có, hồi xưa em... Bà đi chơi á, hay tụ họp đi chơi với lại đi vô xô đám ma chơi á, hồi xưa các thi đăng đám ma á. Bé này vô nó chơi lắm, thì không biết nữa. Nhưng mà hồi đó nó kêu bằng chị thì mình kêu bằng chị thôi, chứ mình đâu có biết bao nhiêu tuổi đâu. Thấy không? Thiệt luôn á. Lành hả? Bà lành ghê quá. Bà tí lì à. Không, tôi đâu có lành vậy đâu. Cũng là anh, nó thi hiền khô à. Nó thi không dám đụng chạm thế. Giống như đập đá vậy. Ê, mà mới mốt hết dịch á, cái mình ngồi tụ họp là chơi vui lắm ha, thì thích ghê. Ừ. Các thi thích cái vụ đó lắm á. Hôm bữa tụi ngồi trộn nó vui nha, đơn giản mà nó vui ghê. Bây giờ vô bao vô bì nè, ngồi á thì thấy mất đi mấy cái đó chưa, thấy buồn quá. Ngồi y chang chú ôm chú ngục vậy. Ngồi y chang mấy má má gì già không ai ngó tới gì đó. Mấy má mày đó thời á. Trời tôi ngồi trời ơi mấy má qua. Quay tôi ngồi tôi nói. Nó nằm non mày nói mà nói cầu gần cả tiếng đồng hồ phải không? Không có ai lại mua hết trơn luôn á. Ngồi cả tiếng đồng hồ mà không lại mua. Rồi biết sao thấy người ta mua đông, biết sao mua đông không? Sao vậy? Ý là có biết sao mà mua đông không? Thì người ta biết đến. Thì cũng có thể là mình có cái gì đó nó không đặc biệt, nhưng mà cũng có cái gì đó để người ta tìm đến, người ta tìm tòi, để ta tìm hiểu, đúng không? Chứ thật sự mà mình nói mình đẹp hay mình tài hay mình có duyên, mình không dám nhận. Tại vì mình không biết cái bản năng mình nằm đâu, cái khả năng mình nằm đâu, cái tài năng mình nằm đâu, mình không biết.
nhưng mà người ta tự nhận thì mình cảm ơn thôi, nhưng thật sự để cho người ta tự nhận chứ mình tự nhận thì người ta gọi mình bị tự cao, đúng không? Cho nên thôi kệ. Với lại cái Thi bán á, hồi đó cái Thi nói thiệt, nói thật nhưng bây giờ đi với lại mọi người á, cái Thi bán cái Thi nghĩ là gì nè, mình bán á một ngày mình trừ lời 5-6 triệu là đủ rồi. Nó giỡn nha. Hồi đó các Thi nghĩ là một ngày mình bán mình lời 100-200 ngàn để đóng tiền nhà thôi, tại vì nhà mình nhà thuê nè, cái thôi kệ, chỉ là có tiền mua nhang cúng Phật nè, có chút đỉnh nào đó, 20 đỉnh đó, mình cứ nghĩ như vậy. Rồi sau thời gian á, cái tự nhiên mấy anh YouTube nè, mấy chú BD YouTube nè quay lại, cái từ quay cái đưa hung tin lên là các Thi BD có bầu như cái nọ, hiểu không? Rồi được nhiều người ta đến, người ta thương, người ta giúp đỡ theo cái tinh thần giúp đỡ và tiền bạc, mà ta giúp đỡ tinh thần bằng một người là mua một bịch bánh tráng, có người lại mua 15 ngàn, đau tiền như sợ. Mà ở đó con mấy bé là gì nè, chị ơi bán em 10 bịch, ok trộn 10 bịch, sẵn trộn bịch 5 ngàn nha chị. Trời ơi, bịch 5 bàn 10 bịch là 50 ngàn. Mà trong khi đó tôi bán chừng 2 bịch tôi kiếm được 50 ngàn rồi. Nhưng mà nó tội nghiệp, nó con nít mà nó mua 5-10 đứa nó lợi. Rồi đó mười mấy đứa đứng trộn đến 5 ngàn, 10 ngàn mà trộn thấy bà mày luôn hà. Trộn hoài gì đó. Nhớ cái cảnh đó không? Có coi cái đoạn clip đó không? Trời ơi là trời. Mà đi mấy chục đứa, 20 đứa có. Cô Cát Thi ơi trộn cho con đi cô. Mà trộn sao giờ, không? Thôi kệ, với làm nhớ lúc mình còn nhỏ á. Gì? Nè bánh ra nè. Hả? Đây, 2 phần nè. Mình nghĩ mình có sao mình không? Mình có sao mình nói vậy. Ừ, một bịch phải không? Hả? Mình bán mình đâu có cái kiểu mà mình muốn, mình buôn bán mình không có cái nghĩ cái kiểu mà đang kể cái vụ mà mọi người ơi, em đang like mọi người thương giùm em nha, em sợ nó mất công đụng chạm vô cái làm phiền buồn người ta. Thôi ba ngồi đó đi, ba ngồi đó, ba phụ trong đây đi. Ba đừng có chạy ga nữa, trời sức tuổi ba là già cả rồi đó. Để ba đừng có đi tới đi lui nữa. Ừ, thương ba lắm. Thương ba lắm. Ủa, viện dưỡng lão nằm đâu vậy mọi người? Sống gì khổ quá. Ông nói sống gì khổ quá. Nè mọi người ơi, lên YouTube rồi nói luôn nè mọi người. Mọi người lên YouTube, mọi người chia sẻ luôn nè. Hả? Tôi đề hệ á, gia đình kéo băng tự đánh gia đình. Cái gì màu quá vậy? Nó sao biết chờ bao đâu rồi hả bộ? Đang chờ bao phải rồi. Không bà bán nhiều cái gì hoài đúng không? Hả? Còn có người thích, có người mến, còn có người yêu thương thì các Thi tin rằng mình sẽ bán như vậy. Nó cái này nhiều, nó không có nhiều đâu, nó thiệt, nó bán vừa đủ, nó nhiều hơn hồi xưa mình mới ra thôi, hiểu không? Nhưng mà mọi người biết không, hồi lúc đó, các Thi mới vừa dọn ra, các Thi chưa bao giờ các Thi nghĩ mình á sẽ là bán một ngày á. Ừ. Rồi đưa cái tờ 200 hết đi. Cái to màu xanh á. Dạ rồi ạ. Tới đó thì có người bán cho mình. Nghe ơi, ra hàng nghe ơi, đó. Đây, đưa cái bóp tiền giùm cho chị, đưa cái giỏ tiền cho chị.
Ở tranh thủ đi. Nè coi coi đưa tiền lẻ lại coi. Có tiền lẻ rồi. Tiền lẻ là tiền nào? Đưa thêm 6 phần nữa. Đây. Ồ cô đừng mất nhiều quá cô, có 3 phần nhé. Đây, 50 này. 60 đây, hồi nãy mày mượn bao nhiêu? 280. Trả chưa? Tiền anh Sơn giữ rồi. Đó. Đưa tiền tối. Rồi, được giữ nhiêu? 280, Sơn giữ 28, bây giờ cứ nhớ anh Sơn giữ. Ủa mày đang giữ tao nhiêu kìa? Đó. Bây giờ đó. À, nè nè. 80 giữ 80 tiền tối. Rồi, ok. Mới ngày lần đầu tiên dọn ra. Hồi lần đầu tiên mới vừa dọn ra bán á. Mà mình đâu có nghĩ mình mỗi ngày mình buôn bán mà nó đông vậy đâu. Mình sẽ nghĩ thôi kệ ngày mình bán 100 hay 50 cũng được. Lời 150 gì cũng được, phải không? Mình định là định vậy đó. Rồi. Vô đây cả lộn nè. Vô đây cả lộn nè. Nhục quá à. Thiệt á. Thôi vô đây tao quay tao nhục quá trời. Thiệt á. Thiếu ý thức quá. Không kịp luôn, nó thiệt không kịp. Mà cái này mình phải tranh thủ từ ly từ tí. Ai lợi á, ví dụ mà ai lợi người ta nhận á, người ta nói là muốn mua á, muốn quanh lợi thì cho người ta á, người ta ví dụ người ta chuẩn bị đi á, thì mình nói người ta ở nhà, người ta đặt online dùm cho các thi, hiểu không? Còn nếu mà người ta nói là em muốn mua lợi tại chỗ, tại vì biết mình nói là công an người ta không tiền mà ai không ham, đúng không? Tiền ham thiệt, nhưng mà sợ lắm, sợ đụng chạm đó. Mất công cái lúc đó cái mình khó nói chuyện với người ta. Không đâu có gì đâu buồn, mình bị sai nhưng mình phạt nó đúng rồi. Đúng không? Mình bị sai mà. Mình tụ họp đông quá. Buông vô ập vô giống như cái đám mẹ dâm. Rồi đó kể cho nghe. Mấy ông ập vô cái, mấy ông đóng cửa lại. Trời mấy cha mấy mẹ núp. Bữa đó là bên Sài Gòn phố vừa đi về tức thời là khoảng tiếng hay tiếng sau có rồi. Trời ơi là trời. Lúc đó tôi cười quá cho cười luôn. Nó thấy mẹ chưa? Chết rồi mọi người ơi. Thấy mẹ luôn. Lúc đó Sài Gòn không vô á mà nào mẹ. Hả? Đây nè, phần 1 phần 2 phải không? Đây. Đi ra bán á, chiếc xe mình nhỏ xíu à. Nó đơn giản lắm. Mà được cái gì nè, cái mình được người ta hàng xóm nè, mình ta được người ta thích mình á, người ta ủng hộ, người ta mới vô người ta ủng hộ, hồi đó người ta muốn ủng hộ cho mình á 50 ngàn các thi bán hết, bao nhiêu các thi cũng bán hết. Nói chung là các thi rất là sợ bị gì phải không, sợ theo cái chương trình mà bị nói chảnh á, sợ bị nói chảnh các thi sợ. Trên các thứ mới nói là thôi, trên tinh thần là bán 5.000, 10.000 cũng bán, thấy không? Khi nào mà mình đông khách thì mình không có bán được mấy cái phần đó. Thì đông khách rồi, bây giờ mình bán 5.000 mất cái thời gian lượng khách của mình nhiều lắm á. Cho nên thôi từ từ. Nhưng nói vậy chứ tới lượt tụi nó lời, tụi nó mua, mấy đứa nít lại mua mình cũng bán à. Tự nhiên không bán nó thấy nó tội tội á. Thấy nó cầm 5.000 của nó bị mất giá trị á. Hiểu không? Hiểu ý các thầy không? Hồi nhỏ mình cũng vậy, mình cầm 50.000 mình mua đồ á, không bị nữa, đúng không? Mình cầm cũng cầm 50.000 mình bị người ta nhiều khi nè. Đó tôi nhớ tôi mua cái gì đó bịch 3.000. Mà tôi chạy xe tôi lợi đó tôi mua. Cái bà đó mới nói: "Con ơi, tiền không có đủ." Thôi, gặp phụ nít mình sao cầm nhìn tiền luôn. Thôi. Cái mới nhìn kiếm làm thôi để kiếm cái gì nó vừa đủ tiền mình mua. Tội nghiệp lắm nha, con nít mà như vậy tội nghiệp lắm má. Tôi nói thiệt á. Cái hình như vậy nè. Đập. Là 30k. Thấy không? Nó phần như vậy là 30k. Trứng gà nè, rồi trứng cút nè, đũa nè 30k. Thấy không? Mọi người nhìn đi. Đó. 30k nó đáng giá không? Bà bọc có khi phải mua loại bọc này.
rồi bột mỏng chắc khi con không mua, vì mua sợ nó không đủ, là cũng sợ mua mấy cái bao dởm sợ nó không có đủ chất lượng.